mình đang có nhu cầu đi học spa và mình đang rất là phân vân, không biết là nơi nào dạy uy tín, và mình được một cô bạn thân đã học và tốt nghiệp tại Học viện Thẩm mỹ Balisa số 573 là Quang Quân. Mình cũng có tìm hiểu về thẩm mỹ viện này ở trên Facebook và sau đó mình đã trực tiếp đến thẩm mỹ viện. Sau khi được nghe tư vấn và tham quan trực tiếp về cơ sở vật chất thì mình thấy rằng là cơ sở vật chất ở đây rất là khang trang và hiện đại, với những phương pháp làm đẹp tân tiến hiện đại nhất hiện nay, và mình cảm thấy rất là thích và sau đó mình đã đăng ký học luôn. Sau khi tốt nghiệp thì mình thấy rằng là mình đã đặt niềm tin hoàn toàn ở đúng chỗ, bởi vì đội ngũ giảng viên bác sĩ ở đây thì chỉ bảo dạy rất là tận tình, cầm tay chỉ việc và hoàn toàn không giấu nghề. Ngoài ra thì mình còn được thực hành ở trên mẫu thật luôn. Và một điều nữa là sau khi học xong thì mình còn được cấp bằng và chứng chỉ hành nghề, và chứng chỉ ấy thì có giá trị trên tất cả các spa trên toàn quốc. Và cảm ơn Balisa.